Cũng liên quan tới thông tin giá xăng, vào chiều nay ngày 21 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ được quy định tại Nghị định 95. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nhận định giá bán lẻ xăng RON95 trong nước có thể tăng từ 250 đến 400 đồng một lít nếu nhà điều hành không chi dùng quỹ bình ổn giá. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 17 tháng 6 cho thấy giá bán lẻ tại thị trường Singapore với xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 là 151,5 đô la Mỹ một thùng, xăng RON95 là 158 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel là 17,1 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này tiếp tục tăng so với bình quân giá xăng dầu kỳ điều hành trước đó. Đại diện doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá lần này sẽ tiếp tục tăng theo đả tăng thế giới. Mức tăng tùy thuộc vào việc cơ quan quản lý chi dùng hoặc trích lập quỹ bình ổn giá BOG. Tuy nhiên, giá xăng có thể tăng từ 250 đến 400 đồng một lít, giá dầu tăng cao hơn.